Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ, bản tin về cổ bức hại Phát Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức, cựu giảng viên Học viện Cảnh sát từng bị bỏ tù 16 năm là bị bí mật kết án tù vì đức tin của mình, và tin tức, một cựu giáo viên trung học bị bí mật xét xử vì đức tin của mình. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, từng bị bỏ tù 16 năm cựu giảng viên Học viện Cảnh sát đã bị bí mật kết án tù vì đức tin của mình. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Gần đây, trong web Minh Huệ xác nhận rằng một cư dân thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án 3 năm tù chỉ vì tu luyện Falun công. Đã 2 năm kể từ khi ông Trần Ngạn Quân bị đưa vào nhà tù Gia Châu nhưng hiện vẫn chưa biết chính xác thông tin chi tiết về vụ việc bắt giữ và kết án ông. Ông Trần, 52 tuổi, là cựu giảng viên tại Học viện Cảnh sát Thổ Kiều đã từng phải lao động cưỡng bức một năm rưỡi và ngồi tù 14 năm rưỡi vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại phát luân công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Năm 2001, ông Trần tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện phát luân công. Ông bị bắt giữ, bị đưa trở lại Tứ Xuyên và bị kết án một năm rưỡi trong trại lao động cưỡng bức Tân Hoa. Ông cũng bị mất việc. Chính quyền giám sát chặt chẽ cuộc sống thường nhật của ông sau khi ông được thả vào cuối năm 2002. Ông Trần đã bị bắt vào đầu năm 2003 và bị đưa tới trung tâm tẩy não huyện Bì, Ông đã tuyệt thực để phản đối và kết quả là ông rơi vào tình trạng nguy kịch. Ông được đưa tới bệnh viện để điều trị vào ngày 31 tháng 3 năm 2003. Chính quyền sắp xếp người ở gần giường bệnh của ông để giám sát ông và mỗi người được nhận 100 nhân dân tệ tiền công. Ông Trần bị đưa trở lại trung tâm tẩy não vào giữa tháng 4 năm 2003. Ông lại tuyệt thực và một lần nữa rơi vào tình trạng nguy kịch. Ông lại được đưa tới bệnh viện. Gia đình yêu cầu chính quyền trả tự do cho ông nhưng đã bị từ chối vì phối hợp với các học viên khác trong việc khai thác tín hiệu truyền hình địa phương để truyền rộng thông tin về phát Luân Công. Tháng 6 năm 2005, ông Trần nhận ra mình bị cảnh sát theo dõi. Ông đã trốn chạy khỏi nỗ lực bắt giữ của cảnh sát và ông đã bị đưa vào danh sách truy nã. Sau 6 tháng trốn chạy, ông đã bị bắt vào ngày 12 tháng 12 năm 2005 tại một quán cà phê Internet. Ông bị tra tấn và thẩm vấn liên tục tại trại tạm giam Thạch Trụ Sơn. Tòa án thành phố Lạc Sơn đã kết án ông Trần 14 năm rưỡi tù vào ngày 18 tháng 5 năm 2006. Ông phải thụ án tại nhà tù Nhã An, nhà tù Đức Dương và nhà tù A Bá trước khi bị chuyển tới nhà tù Xuyên Tây vào tháng 9 năm 2010. Vì ông từ chối học thuộc nội quy nhà tù, nên lính canh lệnh cho các tù nhân đè ông xuống đất, cởi quần ông ra và dùng bàn chải đánh răng, cọ vào vùng kín của ông. Vì ông Trần vẫn kiên định đức tin của mình, các lính canh liên tục đánh đập ông, đập đầu ông vào tường, cấm ông ngủ và hạn chế thời gian ông sử dụng nhà vệ sinh, rửa mặt và giặt rũ. Ông cũng bị buộc phải sử dụng quần áo loại nặng, và đội một chiếc mũ bông vừa dài vừa chật trong cái nóng gắt mùa hè. Tin tức thứ hai, bị bắt giữ sau 5 tháng kết hôn, cựu giáo viên trung học bị bí mật xét xử vì đức tin của mình. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Một người đàn ông ở thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, bị đưa ra xét xử phi pháp vào tháng 5 năm 2023 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình ông không được thông báo về phiên tòa ông Châu Phi Vũ, 49 tuổi, bị bắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2022, chỉ 5 tháng sau khi ông kết hôn với người vợ thứ hai. Vợ ông cũng bị bắt cùng ngày, nhưng đã sớm được tại ngoại. Tuy nhiên, sau đó điều kiện tại ngoại của bà đã bị bác bỏ. Ông Châu vẫn bị giam giữ và việc bắt giữ ông đã được phê chuẩn vào ngày 18 tháng 8 năm 2022. Mẹ ông Châu đã một mình tới trại tạm giam Côn Sơn vào đầu tháng 5 năm 2023 để thăm ông và yêu cầu trả tự do cho ông. Một lính canh đã nói dối bà rằng con trai bà không bị giam giữ ở đó, bà đã suy sụp và bật khóc bên ngoài trại tạm giam. Khi về nhà, bà nói cho con dâu biết chuyện. Trước đó, con dâu bà không biết bà đã tới trại tạm giam. Con dâu bà đã sốc khi thấy bà đã già đi trông thấy chỉ trong một ngày. Hai án tù tổng cộng 13 năm. Ông Châu, quê ở thành phố Bình Giang, tỉnh Hồ Nam, đã thi đỗ vào Đại học Sư phạm Đông Bắc vào năm 1993. Thông qua giới thiệu của giáo sư là ông Bạch Kiều Quân, ông Châu đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 1996. Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1997, ông trở thành một giáo viên tại một trường trung học ở thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô. Ông cưới người vợ đầu tiên là bà Giang Hải Thu vào tháng 12 năm 1998 và họ có con trai đầu lòng vào tháng 5 năm 2000. Ngày 5 tháng 1 năm 2001, khi con trai mới được 7 tháng tuổi, cả hai ông bà đều bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện ra họ đang in các tài liệu thông tin về Falun Công. Ông Châu bị kết án 8 năm tù và bị nhà trường sa thải. Ông sống sót sau khi bị tra tấn tàn bạo và được trả tự do vào ngày 6 tháng 11 năm 2006. Bà Giang bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Sau khi bà được thả, bà đã dừng tu luyện Pháp Luân Công và cũng không muốn ông Châu tu luyện nữa. Họ đã ly hôn vào tháng 1 năm 2007. Ông Châu có quyền nuôi con trai 6 tuổi và bà Giang đã sớm tái hôn. Trong thời gian ông Châu phải thụ án, ông Bạch, vị giáo sư từng giới thiệu Pháp Luân Công cho ông Châu, đã bị tra tấn đến chết vào ngày 18 tháng 7 năm 2003 trong khi ở trong trại lao động cưỡng bức Triều Dương Câu từ thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Ông Châu đã bị bắt vào ngày 28 tháng 4 năm 2010 và bị kết án 5 năm tù. Trong thời gian ông bị giam giữ, con trai đang học lớp 4 của ông sống cùng mẹ. Ông Châu được trả tự do vào ngày 27 tháng 4 năm 2015. Một tháng sau, bà Giang qua đời vì ung thư ở tuổi 41, chỉ vài tuần trước khi con trai họ thi vào trường trung học. Do sự bức hại mà gia đình phải chịu, cậu bé đã bị trầm cảm nặng Ông Châu tái hôn trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2022 vào tháng 2, chỉ 5 tháng sau khi bị bắt. Vợ ông bị bệnh tim và sức khỏe cũng yếu nên mẹ ông phải từ quê lên Côn Sơn để ở với con dâu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc Đại lục để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa. Xin vui lòng truy cập trang web vn huy org